Mình nói hoa đẹp như một đóa hồng. Xin chào tất cả các bác trở lại với kênh Cao GVL Hoàng Mai trong một clip hàng cập bến, đó là SRX715, một trong những model mà cực kỳ nhiều các bác ưa chuộng và tình trạng hàng thì xuất sắc luôn các bác nhá. Hôm trước thì em Cao cũng đã đứt hàng rồi, hết hàng, và ngày hôm nay em Cao tiếp tục lại trở về một cặp để review gửi tới tất cả các bác nội thất, ngoại thất cũng như là test hàng của sản phẩm. Thì đầu tiên chúng ta đi vào cái phần tép, thì hiện nay là Origin, các bác hãy nhìn. Đó. Sáng choang luôn các bác nhá. Hàng luôn ở bên em Cao, các bác hãy nhìn bảy sắc cầu vồng luôn. Xuất sắc luôn các bác nhá. Đó. Đây tiếp tục là chiếc thứ hai. Các bác hãy nhìn. Keo côn. Đây là dòng tép mà phải nói rằng rất nhiều các bác hâm mộ, còn được mệnh danh là tép kim cương. Đó, của JBL Pro rồi. Các bác nhá. Xuất sắc rồi ạ. Make in Mexico các bác nha. Em quay rất chi tiết và đôi nào vào đôi đấy các bác nha. Đó. Tiếp tục đó là đi vào con bát và xanh led luôn. Đó. 2265 HPL. Tem mác là xuất sắc luôn rồi nha. Ok, tiếp đó là chiếc thứ hai các bác nha. Đó. Mỗi một lần clip nội thất của em Cao lên thì em Cao quay rất chi tiết và rất cẩn thận trong phòng vòng nội thất này các bác nhá. Bác nào quan tâm thì hãy liên hệ em Cao. 715 và tình trạng đẹp xuất sắc luôn. Và đây là phân tần. Quay rất chi tiết luôn. Ok chưa ạ? Bắt đầu đi vào phần thùng vách và ngoại thất của sản phẩm các bác nhé. Duy nhất tất cả những cái gì em Cao muốn trình bày với tất cả các bác thì đã hiện hữu tất cả những dòng mà chúng ta quan trọng nhất ở cái phần nội thất các bác nhé. Đó. Xuất sắc luôn. Lại một lần nữa để các bác xem độ mới của sản phẩm. Đây là những dòng mà chúng ta rất hay mất tiền ở những cái dòng mà tem này các bác nhá. Ok chưa ạ? Ok, xin mời tất cả bác cùng em Cao sẽ đi vào ngoại thất của sản phẩm và test hàng cho anh em. Thank you.
Cam xin chào tất cả các bác trở lại với kênh Cam Zibel Hoàng Mai. Trong clip ngoại thất của sản phẩm đó là SVX715 và tình trạng đẹp xuất sắc như những hình ảnh em Cao cung cấp cho tất cả các bác, đó là Olozin. Bác nào quan tâm thì hãy liên hệ với em Cao. Tình trạng thì là xuất sắc rồi, bao zin bao xịn cho tất cả các bác, và cạnh góc cạnh là led này led các bác cũng đã được em Cao quay chi tiết của sản phẩm rồi. Chủ yếu vẫn là ngoại thất thì cái điều đó em Cao cũng đã phang ra cho tất cả các bác cùng anh em được xem chi tiết của sản phẩm. Lần nữa xin cảm ơn tất cả các bác đã luôn đồng hành với Cao GBE. Xin chào và hẹn gặp lại các bác vào clip gần nhất. Đừng quên hãy tặng cho em Cao xin một like. Bác nào quan tâm thì hãy liên hệ em Cao SRX715.